Con chào cô, mẹ con mất hơn 6 tháng, lúc mẹ con còn sống mẹ con rất ít khi ra chùa, nhưng con biết tâm mẹ con luôn hướng về Phật pháp. Giờ mẹ con đã mất rồi thì con nên làm gì để mẹ con sớm được siêu thoát? Con cảm ơn cô. Kính thưa các quý đạo hữu. Khi sống thì chúng ta theo đạo này, đạo kia, thế là theo cái biết cái thấy của chúng ta. Nhưng chết rồi, thành ngã quỷ. Ai cũng muốn được hết khổ bởi vì chỉ có mỗi đức Phật mới biết rõ được chúng sinh thôi, còn ngoài ra các quan điểm khác đều là quan điểm của người sống áp đặt cho người trên. Nhưng chỉ có đức Phật là người duy nhất thấy rõ biết rõ rằng chúng sinh là do nghiệp mà tạo thành cái cái thân này từ đời này đến đời sau, cho nên đức Phật là người biết đến chân lý. Cho nên sống không cần biết anh theo Phật hay theo ai hết chết chúng ta đều làm theo cúng dường làm phước tạo phước cho họ họ đều chấp nhận bởi vì đó là nhân quả bởi vì không tin có cõi ngã quỷ chết vẫn làm ngã quỷ khi anh có cái nghiệp tương ứng với ngã quỷ thì ngã quỷ đói rồi thì đều lưng tựa về gia đình cả thôi nhưng mà không phải là phật là cái gì mà rất chịu tượng chẳng qua ngài chỉ nói ra đây là nhân đây là quả chúng sinh tự làm nhân thì sẽ được gì làm quả chứ không phải Phật có hào quang gì mà phóng hào quang đến cứu mình không phải. Phật chỉ chỉ cho mình cái cách làm thế này thì được cái kia thôi. Và mình cung kính ngài thì do cái tâm cung kính đúng pháp tức là gì? Cái bậc này là nói ra chân lý. Thế mình cung kính cái bậc này thì mình sinh ra cái phước báo. Thế thôi, chứ không phải phước báo đó từ Phật cho mình. Nếu mình không cung kính Phật thì mình không sinh ra phước báo. Nếu mình chửi Phật thì mình sinh ra tội báo là do mình chửi. Các đạo hữu rõ chỗ này chưa? Thế cho nên là người chết dù là ai sống muốn theo quan điểm gì thì theo quan điểm mình không cần biết chết mình vẫn làm theo đúng chân lý của nhân quả được. Mình đều cúng dường tam bảo làm các việc thiện hồi hướng cho người mất, người mất đều được hưởng hết. Bởi vì không ai ra ngoài khỏi cái quy luật của nhân quả. Đức Phật cũng bị nhân quả chi phối. Tại sao nói Đức Phật cũng bị nhân quả chi phối? Nếu mà không bị nhân quả chi phối thì đâu Đức Phật có cần đến Ngài A Lan phải thưa thỉnh mình ở lại. Ngài A Lan không thưa thỉnh cho nên là Phật không ở lại được đấy chứ. Đúng không? Thế có phải là nhân quả không? Đấy, Đức Phật là người đã giải thoát rồi, nhưng Ngài muốn ở lại thế gian, trụ thế ở thế gian thì Ngài A Lan phải thưa thỉnh. Thỉnh Ngài ở lại, Ngài mới ở lại được. Còn không thỉnh Ngài ở lại được thì Ngài sẽ gì? Niết bàn. Chỉ có Ngài không bị các cái nhân quả ác chi phối thôi Nhưng cái nhân quả mà muốn ở lại độ cho mình Thì cũng phải do có người thỉnh đấy Cho nên là Đức Phật ba lần gợi ý cho Ngài An An Nhưng Ngài An An vẫn bị nghiệp nó che đi Nghiệp của chúng sinh Che đi Không thỉnh Phật Thế là đến nơi Phật phải nhập Niết bàn thôi Thế có phải là do nhân quả chưa? Thế có ai ra ngoài nhân quả đâu? Tất cả ai đi chăng nữa thì cũng do chính nhân quả của người đó tự chi phối người đó chứ không phải là ai làm cho ai khác được thì chỉ có cái bằng lói để cho người ta giác ngộ người ta làm thôi nhé và mình có lòng tin vào một nơi đáng tin thì cái phước báo của mình sinh ra Thế mình tin vào cái nơi không đáng tin thì cái phước báo của mình bị giảm trên phật nói là tán thán những bậc đáng tán thán thì sinh ra phước không tán thán những bậc đáng tán thán thì đấy cũng không sinh ra phước Đấy, để mình hiểu và tán thán những điều không đáng tán thán thì lại bị nghiệp báo, Đấy nhá các quý đạo hữu rõ chỗ này cho nên là cứ thoải mái cứ làm các cái nghi lễ cho mẹ đều được, đấy nhá. <laughs>